nè. Mỏi à? Mỏi à? Nên không mang áo khoác này. Tao mà hơi tí rồi khoác áo vào không lại. Ngắm à, ngồi đây ngắm à. Đâu. Lăn tăn lăn tăn lăn tăn lăn tăn. Rồi. Tạm biệt tôi hết rồi. Vẫy tay nè, vẫy tay là bố chưa? À, vẫy tay. Vẫy tay, vẫy tay. Trường ơi, Viên ơi, Viên
chú cảnh sát. Thank you.
một con rồi nhá. An toàn. Mạnh mẽ. Dũng cảm. Dũng cảm. Rồi. Đi lên xe nào.
rồi, đúng 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 rồi, Mon ơi, Mon, Mon ơi, Mon, về đây này, Mon, Dodo, Dodo, rồi, rồi lên nào các đồng chí ơi. Oh, man.
quay về đây nào. Các đồng chí nghiêm. Ngày hôm nay các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xin các cử tập khi giặt nhà cho các đồng chí một tràng vỗ tay nào. Các đồng chí nghiêm. Tay phải chào. Thôi. Rồi xin mời các đồng chí ra đi chuyển lên xe. Massage mà phải bôi thế đâu. Lata.
toàn là cỏ. Rồi tập thể dục thế là rồi. Vẫy tay nè, vẫy tay nè, bố chưa? Nè, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay. Cặp. Chào chưa? Chào chưa? Bye. Chào. Mang
tắm một hơi tí rồi phát áo vào không đấy. Ngắm à, ngồi đây ngắm à. Đâu. Lăn ta lăn ta lăn ta lăn ta. Rồi. Tạm biệt tôi thế rồi. Vẫy tay nè, vẫy tay là bố chưa? À, vẫy tay. Vẫy tay, vẫy tay. Lata. Rồi. Tạm biệt tôi thế rồi. Vẫy tay nè, vẫy tay là bố chưa? À, vẫy tay. Vẫy tay, vẫy tay.
cầm 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 cầm. Chào chưa? Chào chưa? Bye. Chào. Thank you.
chơi đâu ở nước khác để bạn chơi nhé. Tí nữa lại chơi sau. Chưa chán. Đi lên đi.
mang cho bố nhá. Xin. Mình đã ăn gì chưa? Ôi chèo chèo, chèo chèo, chèo. Chiều còn cháo không nhỉ? Chỗ đấy làm sao ngồi được? Đâu rồi, nhảy thế? Nhảy ra. Ping ping. Ping ping. Này, quay nhảy đây. Hả? Đi được không? Hả? Cái chùi. Em mua gì nhỉ? Em mua sô cô la nào. Ngon không? Ngọt không? Ngọt không? Ai mua nào? Em mua sô cô la nào. Uống sữa đi con.
Xếp đầu. Bài. Hết đồ ra đây. Đâu, xếp hết đồ vào đi nào. Ui dồi, cái bình à? Có sữa đâu. Hết nước rồi, rồi sữa đâu? Dép đi! Bố! Ơi! Bố ơi! Đánh chờ bố! À, sao đánh chờ bố? Em đồ chơi vào trong hộp đi. Là con đổ hết ra đấy. Trong bớt được. Và kéo trượt bây giờ. Giá nấu ăn à? Để đâu rồi? Hả? Để đâu rồi? Thế cho vào đấy, cho vào đấy. Em làm sao em được, em bị đau đấy. Đâu? Đấy. Đấy. Ừ. Cho vào cái bếp nấu ăn thế. Cho em ra ngoài đi chứ. À, khám bác sĩ á. Hết pin rồi. Cái gì đấy? Mic à? Alo. Alo. Hát bài gì nào?
bài bài quả gì nhỉ? Quả gì nhỉ? Quả gì mà chua chua thế? Quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Quả trứng. À, ăn vào sẽ lên cao á, đúng không? Giỏi nha. Mình hát được bài gì nữa nhỉ? Thuộc bài gì nữa nhỉ? Quả khế á. Không sao. Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Không sao. Ăn vào tí tí tào. Ôi không cho đấy, là không tháo ra được. Chết. Nào, không tháo ra kiểu gì? Không được cho tay vào những cái đồ vật như thế nhá. Nào, con bỏ ra đi. Sau nó kẹp tay là không bỏ ra được đâu nhá. Cho hết các cái búp bê vào đấy á. Tí nữa con ra kiểu gì? À, ngồi đây tí nữa con ra kiểu gì? Thôi bỏ em hổ ra đi. Cho tất vào trong đấy. Dậy chưa? Không dậy á? Cái gì? Cho nhiều thứ là tí nữa con không ra được đâu nhá.
con đang làm gì đây? Con đang làm gì đây? Con sâu. Con sâu có màu gì nhỉ? Ngã đấy, này ngã ngửa ra đấy. Đây, ngồi vào đấy. Rồi đi ô tô à? Bye bye đi đâu? À. Ngồi hoang ngã ngửa, ngồi thẳng lên. Con đang nhặt cái gì đấy? À, có dậy được không? Hay phải kể chậm. Walk, get up. Run. Jump, yay. Alright, stand up. Walk. Walk, walk, walk. Right, run. Nice. Jump. Get up. Alright, sit down. Well done. Okay, and now I can fly. Let's sing it together. I can fly. Fly. I can fly away. Get up, Bala. Alright, we got some animals. What is it? This is a cat. Get up. This is a duck. Get up. This is a dog. Okay. A bird. What does the bird say? What does the cat say? The cat says, meow. Well done, bird. Okay. Then we have the colors. What color is it? Yellow. Oh, that's yellow. You got yellow color over here? Yes, that's yellow. Good job. What about this one? Purple. What about this one? Nice. Black. Nice. Good job. Well done. Last one. Pink or red? Red. Yes, you are right. Okay. What do you see? I see a red fish. Good job. What about this one? I see a green fish. Good job. Okay, let's put them down. And get the last one. Let's see. Alright, last one. Clap your hands. Good job. Roll your hands. Wiggle your fingers. Yay! Nice. High five. Okay, here's your sticker. Oh wow, you have a dolphin. Nice. And goodbye. Thank you.
Rồi quả màu cam đầu tiên là chúng ta chạy quanh được. Quả tiếp theo nào? Quả cuối cùng chạy thật nhanh nào, chạy thật nhanh nào. Rồi bên trong còn chiếc cầu gỗ nữa nào. Cầu gỗ, cầu gỗ đâu rồi, đâu rồi, cầu gỗ đâu rồi. Đi thật nhanh nào, ra sang hai bên nào. Cố lên, cố lên, cố lên, đúng rồi. Chúng ta được cuối cùng là trèo qua hai khúc gỗ nào. Con trèo qua, tiếp tục cố lên. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Nhiều thế, đẹp thế. Trời ơi, mình cảm ơn ba mẹ chưa? Rồi, ôm cái nha, cái nào, ôm nha cái. Ôm mà, ôm mà, ôi. Rồi đây, mình để quà đây nha. Ba, cuối. Em tập lái ô tô 2, ba. Thank you.
Nào các bạn cố lên nào. Sophie đang nhảy thế là bị dây bóng đây này. Ý đây, bỏ tay ra, nhảy bằng chân thôi.
Đây là siêu nhân gì nhỉ? Pin number đỏ. Đây là người nhện. Người nhện. Người nhện đấy, thấy bám không? Người ta bám trên tường đấy. Đấy, người ta bay đấy. Con muốn xem video của người nhện không? Đúng. Thầy con cứ tô đi xong tí là bố cho xem video của người nhện nhá. Con đang tô cái gì đấy? Tô phần gì đấy? Tô vào tay. À, tô vào tay của người nhện à. Mình nhện bay bay. À, bay bay à? Thế con có thích con nhện không? Không. Thích cũng thích nhện luôn. Có biết con nhện như nào không? Bay. Nhện nó bay á, nhện nó đi trên tường cơ mà. Thế ở lớp cô cho Minton màu nhiều không? À, hôm trước bố thấy làm kem đá à? Làm kem đá ăn luôn à? Ừ. Ăn có vị gì không? Có đẹp quá. Ừ, tô đẹp quá nhỉ. Tô nhiều thì có tô được không? Đây. Ừ, đúng rồi. Không đến tuột. Hay tô hình nhỏ thôi. Hình nhỏ thôi. Cho hết các cái búp bê vào đấy á. Tí nữa con ra kiểu gì? Hả? À, ngồi đây tí nữa con ra kiểu gì? Thôi bỏ em hổ ra đi. Cho tất vào trong đấy. Ừ. Không lấy đây à? Dậy chưa? Không dậy á? Cái gì? Cho nhiều thứ rồi thì nữa con không ra được đâu nhá. Con đang làm gì đây? Con sâu có màu gì nhỉ? Ơ
ngã đấy, này ngã ngửa ra đấy. Thế ngồi vào đấy. Rồi đi ô tô à? Mai đi đâu? À. Sao nó nhặt cái gì đấy? À, có dậy được không? Yeah!
quả màu cam. Đầu tiên là chúng ta chạy quay ngược. Quả tiếp theo nào. Quả cuối cùng chạy thật nhanh nào. Chạy thật nhanh nào. Rồi đi ra ngoài xin cầu hô nữa nào. Cầu hô, cầu hô. Yeah.
Sophia nhảy thì nó bị rơi bóng ra. Ý nó thì bỏ tay ra, nhẹ bằng chân thôi.
Đây là siêu nhân gì nhỉ? Pin number đỏ. Đây là người nhện. Người nhện. Người nhện đấy, thấy bám không? Người ta bám trên tường đấy. Đấy, người ta bay đấy. Con muốn xem video của người nhện không? Đúng. Thầy con cứ tô đi xong tí là bố cho xem video của người nhện nhá. Con đang tô cái gì đấy? Tô phần gì đấy? Tô vào tay. À, tô vào tay của người nhện à? Bay bay à? Thế con có thích con nhện không? Không. Thích cũng thích nhện luôn. Có biết con nhện như nào không? Bay. Nhện nó bay á, nhện nó đi trên tường cơ mà. Thế ở lớp cô cho minh tôn màu nhiều không? À, hôm trước bố thấy làm kem đá à? Làm kem đá ăn luôn à? Ừ. Ăn có vị gì không? Có đẹp quá. Ừ, tô đẹp quá nhỉ. Tô nhiều thì có tô được không? Đây. Ừ, đúng rồi. Hơn 4 tuổi. Hay tô hình nhỏ thôi. Hình nhỏ thôi. Đổ hết ra đồ ra đây. Đâu, xếp hết đồ vào đi nào. Ừ. Ủa, cái bình à? Có sữa đâu? Hết nước rồi, còn sữa đâu? Giúp đi! Bố! Ơi! Bố ơi, đánh thử bố! À, sao đánh thử bố? Kem đồ chơi vào trong hộp đi. Là con đổ hết ra đấy. Trong bớt rồi. Và kéo trượt đi rồi. Giá nấu ăn à? Để đâu rồi? Hả? Để đâu rồi? Thế cho vào đấy, em làm sao em được em bị đau đấy.
cho vào cái bếp nấu ăn thế. Chen ra ngoài chứ. À, khám bác sĩ á. Hết pin rồi. Cái gì đấy? Mic à? Alo. Alo. Hát bài gì nào? Hát bài bài quả gì nhỉ? Quả gì nhỉ? Quả gì mà chua chua thế? Quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Quả trứng. À, ăn vào sẽ lên cao á, đúng không? Giỏi nha. Mình hát được bài gì nữa nhỉ? Thuộc bài gì nữa nhỉ? Quả khế. Quả khế á. Không sao, không sao. Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì sẽ làm sao? Không sao. Ăn vào. Tí 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 tào. Ôi không cho đấy, không tháo ra được. Chết. Nào, không tháo ra kiểu gì? Không được cho tay vào những cái đồ vật như thế nhá. Nào, con bỏ ra đi. Sau nó kẹp tay là không bỏ ra được đâu nhá. Cho hết các cái búp bê vào đấy á. Tí nữa con ra kiểu gì? À, ngồi đây tí nữa con ra kiểu gì? Thôi bỏ em hổ ra đi. Cho tất vào trong đấy. Chưa? Không dậy á? Cái gì? Cho nhiều thứ là tí nữa con không ra được đâu nhá.
Hả? Quậy. Thế gì? Quậy. Quả hả? Thế gì? Con đang làm gì đây? Con đang làm gì đây? Con sâu. Con sâu có màu gì nhỉ? Ngã đấy, này ngã ngửa ra đấy. Ngồi vào đấy. Rồi đi ô tô à? Bye bye. Bye bye đi đâu? À. Ngồi ngon ngá ngửa, ngồi thẳng lên. Con đang nhặt cái gì đấy? À, có dậy được không? Clap your hands. Good job. Roll your hands.
wiggle your fingers. Yay! Nice high five. Okay, here's your sticker. Oh wow, you have a dolphin. Nice. And goodbye.
màu cam, đường kia chúng ta chạy quanh rồi. Quả tiếp theo nào, quả cuối cùng chạy thật nhanh nào, chạy thật nhanh nào. Rồi bên cạnh bạn sẽ cầu hô nữa nào, cầu hô, cầu hô.
tay ra, nhảy cái đó bị dai bằng cái tay. Ý đó thì bỏ tay ra, nhẹ bằng chân thôi.